Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Khả anh em ơi. Hôm nay thì Khả sẽ nghỉ phần cho anh em xem nha anh em ơi. Đây. Event của server này thì cho anh em xem sơ qua cái thông tin event ở đây nha. Khả sẽ mở thông tin event cho anh em xem sơ qua thử. Nói chung thì đây là event ngày nhà giáo Việt Nam nè, 20 tháng 11. Đây là Khả vô lấy cái link cho anh em xem. Khả đang đi đổi show nè. Trong gian đổi show thì Khả lấy cái link nè. Cái link đâu rồi? Đây anh em. Thông tin sơ event anh em ơi. Ngày mấy chủ Phật Sơn Kiết Sử nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì cái địa điểm anh của chúng ta đó là Tương Dương. Tương Dương. Đó, và sẽ bắt đầu bắt đầu event vào ngày 3 tháng 11 và sẽ kết thúc vào 18 tháng 11, thì còn nửa tháng nè. 15 ngày là kết thúc nha anh em. Kết thúc. Kèm với kết thúc đua top cá nhân với ban hội luôn. Thì nguyên liệu thì cái này đi chan ra này không nói nè. Nó đâu mở ra túi mấy cái túi nè. Mấy cái tôn sư trọng đạo này mở ra nè. Rồi còn cái này là điện tống kim nè. 50 điện tống kim giá trắng. Rồi cái bút này mua ở đây nọ như này. Tốn 100 điện tống kim nữa thì đỡ mà ăn này là tốn phải một khá là nhiều điện tống kim đó. 150k điện tống kim nữa. Cái này mua 10 xu một cái. Cái này mua 10 xu một cái còn ăn nhanh. Nếu mình mua thì ép cũng tầm 10 xu. Kèm với những cái nguyên liệu như thế này, 10 ca su là 10 kim nè, là 1.000 cái đó. Thì kèm với những nguyên liệu này nữa thì nó tương đương cũng gần 12 kim. Kèm với vật phẩm tương liệu mua này nọ chắc cũng hơn 13 kim, hơn gần 14 kim. Nói chung là ăn 14 kim cho nhanh được nè. Đó. Còn này event tiền vạn nè. Event tiền vạn thì chúng ta cần tôn sơ trồng đạo với cái bút là tiền vạn. Mà ăn được một cái là 400 triệu, 400 triệu, ý gì 400 nghìn chứ. 400.000 mà 1.000 cái thì tương đương khoảng 400 triệu kinh nghiệm nè. Anh full event tiền vạn này được 400 triệu kinh nghiệm. Đó. Và được cá nhân đưa tốt cho ban hội. Rồi móc kinh nghiệm thì không có gì hết. Rồi cái này mới quan trọng nè, học quả ân sư nè. Một cái được 770 XP thì 1.000 cái sẽ tương đương 770 triệu kinh nghiệm. Thì với cấp Khải thì tầm này chắc úp chắc hơn một cấp nè. Hiện tại Khải là 50% rồi. Chắc là Khải lên được 91 mấy chục phần trăm. Tôn sư dùng đạo là cũng sắp 10 kim. Rồi ok. Sau khi anh thì được mảnh này, phi mảnh ngựa này, chiếu dạ phi dân này, mảnh xích tố này, quá tửu này, thiệp này, thiệp đua tốt này, hống minh thạch đỡ, hống vũ khí này, sách tiềm năng, bút kỹ năng, thì tinh, tinh hồng, phúc duyên, thiết là hán bằng nhựa, sơ đồ giang hồ, tiền tổ lộ, quá tửu, thiên sơn. Đại lực đã xem anh lỗ hay lời nha anh em ơi. 14 kim là xem lỗ hay lời nha. Mà phong độ. Rồi sau khi anh mắt 1.000 thì sẽ được 100 triệu kinh nghiệm nữa này. Và vòng sáng siêu đẹp cộng 200 sinh lực. Rồi ngẫu nhiên sẽ được một là tiết băng tinh kháng cả, hoặc là tiết lục tuyết hòa tinh sinh lực 200. Sẽ được lệnh bài boss nữa này. Lệnh bài boss nữa này. À có lệnh bài boss nữa này. Thể chuyển giới nam thành nữ, nữ thành nam. Và sau khi anh cái hộp đó sẽ được một cái hộp tôn sư trọng đạo may mắn. Mở ra được là hên xui chiếu dạ thì tinh hồng binh. À cũng ok. À, lệnh bài boss bây giờ tính ra lệnh bài boss này á, lệnh bài boss là 10 tháng 11, tính lệnh bài boss đánh hình xui này ra vào lắm một tập tới kinh ngựa bí kíp thì tinh tinh hồng thì quá gơ luôn. Rồi, ok hiểu rồi. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ vào lại game rồi đổi xu anh em ăn cho anh em xem nha. Nó cũng giống như mua xe vào trước, không có khác gì mấy nữa. Nó chỉ khác xe vào này là anh 14 kim và vật phẩm thì không biết là như thế nào, thử nha, đổi cho anh em xem. Vừa rồi thì được ông anh viên Beware donate cho anh em Kim. Anh lỗ xem mà lời hả? Nhớ là chắc quá đen rồi. Toàn hình. Đổi anh lời, anh lỗ rồi. Hôm trước còn 75 Kim vừa nộp 5 triệu đâu đó nè. Hết lấy tiếp lấy xài. Nộp nhiều thì nó giá rẻ. Rồi ok. Vậy anh thử lời anh lỗ đây. Nhiều anh em bảo anh lỗ quá trời luôn hả? Khá anh lời lỗ ra cho anh em xem con trục bạch như thế nào. Cho anh em xem trục bạch như thế nào đây. Anh em bao lỗ à? Lời chắc luôn á. Ok lời lỗ giờ mới biết nha anh em. Rồi. Đâu rồi đây. Nờ bà sơ lão đại sư nè. Rồi mua thẳng luôn nè. Thành phẩm hộp quà luôn. Mua thẳng luôn. 14 xu cho một cái. Mua 1.000 cái là 14.000 xu. Đó. Xong nha anh em. Cóc băng này coi thì chặt rương. Anh thấy được cái gì vậy?
Đỡ ép thì cũng tốn tầm 12 kim hơn cho đến 13 kim, nhưng mà đỡ gom điểm tốn kim này nọ rồi gom từng túi nguyên liệu nữa, nó rất chi là mất thời gian. Anh em ơi, tiền của anh phong thủy tốt lắm, đảm bảo lời nhé. Ok anh luôn. Ok bây giờ Khải sẽ lên di chuyển từng thành cũng như hồi xưa thôi. Rồi thành đô. Em còn tiền vạn bữa nào anh em ơi? Tầm này tiền vạn không có, Khải có mấy trăm vạn không đủ. Rồi nè. Anh em vẫn nên bỏ dưới này được không? Ờ, lấy mình bánh cánh rồi. Cánh bình mình bánh rồi. Rồi, bây giờ bạn lưu bắt cánh bình mình bánh nè. Thân hơn nào nè. Anh em đang xem video này thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Lần này lần đầu tiên anh em mình đầu tiên của mấy chủ Phật Sơn Ký Sử. Xem thì lời hay lỗi nè. Hết 14 kim. Rồi, cánh bình mình bánh nè. Let's go. Có cả thiên sơn không? Thiên sơn thì đã phải mua hai cái nến đi. Mua hai nến lá thiên sơn như nè. Hình như thiên sơn phải cánh hết rồi. Hai cái nến lá thiên sơn may mắn này. Cái nến này là bao luôn may mắn này nè. Đó, thiên sơn 120 phút rồi. Ok. Bước đầu. Làm mẹ. Thế lời hay lỗ nha anh em ơi. Anh em đang xem trong like chia sẻ cho anh em ơi. 14 kim, biết lời lỗ rồi. Rồi, nó gì, mới ra đầu là gì đây. Thiệp. À, thiệp quý thầy à. Chắc chắn lời. Một quá tửu đại. Quá tửu đại. Có thể là khả năng up lên 91 khoảng 30%. Một bình tiểu. Ui, anh gần 50 cái mà chưa có gì luôn em ơi. Sắp mực lìn rồi. Gần 50 cái nào không có gì, anh em đang xem cho một like chia sẻ cho anh em ơi. Gần 50 cái chưa có gì luôn, vãi cả rồi. Mấy mình hữu duyên làm gì đây. Một sư đời giang hồ. Như đây. Sư sách tiềm năng. À, sách tiềm năng được 5 điểm tiềm năng nè. Sách tiềm năng là nó tương đương một cuốn tại thị kinh nè. Tương đương một cuốn tại thị kinh đấy. Hơn 100 cuốn rồi. Như đây. Thiết là hán. Thiết là lộ. Sách tiềm năng, hai sách tiềm năng. Ôi, cố gắng kiếm hai bộ là hợp lý nữa mà. Tại vì xe Evan á, thì cứ một sách thì hai sách sẽ là mát như nè. Rồi, ở Evan này thì ra hai sách tiềm năng nè. Giờ ra hai kỹ năng nữa đẹp nè mà. Thêm hai kỹ năng nữa đẹp. Rồi, to nè, mới hai cuốn sách thôi, không có gì hết. Nhưng kinh đông. Cố gắng lợi làm hai cuốn kỹ năng, làm hai cuốn một lòng một tật đó anh em. Cái này thì Evan thì mới có như nè. Còn một lòng một tật thì ở server vừa rồi Khải mua cho ông anh là 14 kim đó nè. 14 kim mua cho đỡ dành thiếu lâm á. Một viên thiệt tinh. Hai viên thiệt tinh. Thiệt tinh server này thì 350, ba viên thiệt tinh. Hơn 200, gần 200 cái nè. Mình quá tửu. Kỹ năng nào, sách kỹ năng nào. Cần sách kỹ năng nè em ơi. Sách kỹ năng đỡ anh Thủy Yên lên khỏe khỏe một tí nè. Rồi. Sắp mặt rồi. Như toàn cái gì đâu không vậy. Không ray luôn, trắng trơn luôn em. Áo quá trướng. Như đây. Mảnh phi dân ba. Ok luôn. Con dê luôn. Một mảnh ngựa rồi em ơi. Rồi hết 300 cái không có gì luôn. Một mảnh ngựa. Dừng chồng. Một mảnh ngựa. Ngồi xuống đây lại. Cái này nó rất mảnh ngựa phi dân chiếu già các kiểu luôn em ơi. Hai tiềm năng Ngô Cường ơi. Hai tiềm năng. Cái này là hai tiềm năng mà. Hai sách tiềm năng. Đang tìm kỹ năng này nè. Đang tìm sách kỹ năng này. Đây làm hai cuốn sách kỹ năng nữa đẹp. Đang thấy là ok. Như này. Phúc duyên. Như này. Sách thu giang lễ hộ. Rồi gần 400 cái rồi. Chưa có gì luôn em ơi. Chưa có gì gọi là đặc biệt. Thì tin mấy cái này quá đơn giản này. Rồi. Thì có lộ không. 14 kim của tôi đó. 1 triệu ơi. Bút kỹ năng ngon. Đó. Tìm cái bút kỹ năng này em ơi. Đó. À, một cái bút kỹ năng này đủ mát luôn rồi. Hai bút luôn rồi. Hai bút luôn rồi. Hai bút rồi. Up cấp. Rồi. 500 cái này. Về thành đô. Thành đô. Đô đông. Up cấp này em ơi. Up cấp này. Up cấp này. Tìm chiếc mana này. Rồi tiếp tục anh tiếp. Tìm cái bút nữa đẹp này em ơi. Hai bộ cho đẹp này em ơi. Bút đâu. Xin cái bút nữa nè. Xin cái bút này. Bút này là một kỹ năng là giống như một cuốn một lông một tỉnh nè. Nhưng mà mỗi event chỉ ăn được hai bút thôi nè. Hai bút như là hai sách thôi. Không được ăn nhiều như nè.
Nên là một event anh em cố gắng nghiên cứu sau hai cuốn sách là mat và hai cây bút là mat đó. Rồi cắn thêm một lá một tịnh nữa thì mạnh như Phật tổ luôn nè. Tầm cấp thấp như thế này rất cần những điểm kỹ năng như tiềm năng. Trời ơi, thông tin thủ lộ không. Rồi, hết sớm trong cái này. Còn 400 hơn, tiền thổ lộ. Bút đâu? Phúc Duyên Đại, quên quá tiểu đại. Còn 300 cái cuối nè mày. Tiền thổ lộ nữa, tinh hồng. Ồ, hết 700 cái này. Có vẻ như hơi bị to nè. Có vẻ như hơi bị to nè. Mà long tịch của ông anh nha ông em. Nha anh em, hãy mua cho ông anh đó. Ok, dì đo này, dì bạc liền bắt đi, dì đo này. Dì bạc liền bắt đi, khải kéo lên. Dì bạc liền bắt đi. Rồi, tiếp theo nè. Hello anh Thạnh nha. Tiếp tục. Bữa giờ nạc cho anh đơ gần chục củ rồi anh. Toàn sàng mua 3 đô sàng hết mấy triệu rồi. Gì đây? Phong lên độ. Đồ, làm một cái bút nữa coi anh em. Bút nữa coi anh em. Trời ơi, tụi mình có lộ không vậy? Có lộ nhóc luôn nè. Đại lực lỡ bao. Ủa sao không ăn được nữa? Ủa sao kẹp phím luôn. Áo vậy? Hãy phải kẹp phím luôn nè. Kẹp phím rồi. Đậu xanh nhấn nút tới mức kẹp phím luôn. Vô lại kìa. Không nhấn được phím 1 nữa luôn nè. Ừ sau này không thấy ra lượng bài boss luôn. Ăn được vỏ đứt rồi. Không ra lượng bài boss luôn em, nhỏ vậy. Vô lại ạ, à, anh em đi đạn rồi. Vì nhà nuôi heo qua chưa? Vô thôi nha. Vô tôi nhanh đi đến bữa event. Tiếp này nè. Về nhà nuôi heo vô bơ tơ. Đó, ui sách nữa. Sách nữa nè. Trời, tưởng bút chứ sách nữa. Ba sách nè. Mật cốc khai full rồi, nhà quý, nhà đất quý phát ơi. Anh em trong bang full rồi bạn ơi. Rồi, về nhà nuôi heo vô bơ tơ cái coi. Đến bây giờ chưa chịu vô bơ tơ. Trời, tụi kia không lỗi gì đâu không người ta. Rồi, to này. Bỏ mấy tiền thua lỗ vô này, chọc rương này. Mấy cái tiền thua lỗ này nhờ 30 xu một cái thôi nè. Để coi thử bao nhiêu bình. Tính ra thử lời hay lỗ cho anh em xem. Bao nhiêu bình này. 1, 2, 3, rồi bỏ hết vô này tính xong. Đó, rồi, tiếp tục. Đâu, còn 119 cái cuối cùng nữa mày. Tìm một cái bút nữa mà chua thế. Tương dương. Chờ bạn đánh lên boss mà không thấy hả? Ở tầm này lên bài boss có mới đánh được nè. Sau nãy anh không có luôn nè. Anh không có một cái lên bài boss luôn nè. Quay lại Biển Kinh đi. Biển Kinh này anh chưa cái gì. Không có lệnh bài luôn nè, anh nãy không có lệnh bài luôn nè. Không có lệnh bài boss luôn nè. Một viên tinh nữa. Một cái bút nữa coi. Không lệnh bài boss luôn nè, mà nãy đập trong kia có lệnh bài boss đó. Tiên thổ lộ này không ghép được. Tiên thổ lộ này không ghép được nè. Lệnh bài boss cũng không ra luôn nè nè. Bút đâu? Tìm cái bút nó đúng bộ này nè. Sát thủ giảng. 46 cái cuối cùng. Dưới đây chiếu dạ, trời ơi, tiền thổ lộ, phúc nhân đại, quên bình, quốc tử đại, quốc tử đại này anh móc quốc tử thường mới ra, rồi xong luôn, toàn luôn, không có mốc được cái bút rồi, 30 ô trống, rồi mấy cái này chỉ bút sốt hết rồi, sắp thời gian lỡ hộp này, để có ngày mai gom bỏ còn lon này, đại lực, sắp thời gian đi ra vực ái này, phi tóc này. Đại lực nè. Thiết láng nè. Thiết láng. Ồ đúng đúng một cái thiết láng luôn á trời. Một cuốn luôn đó. Áo thiệt sự.
30 không đủ không? Không, không đủ. Phúc Duyên, Phúc Duyên này ba này làm gia tổ rồi. Rồi, ba bình quá tủ đại là kính một tiếng nha. Cái này không có cộng dồn như thường nha mọi người. Tăng 30 điểm may mắn, còn cái thương này tăng 20 điểm may mắn. Ở server này thì ra cái đại khá là hay, không biết là anh em làm trang được đồ nào xịn chưa. Khải vẫn chưa thấy đồ gì luôn nè. Đang vãi cả rồi. 8 Sunder, 4 Thị Tịnh. Ôi, đồ tính ra lỗ sắp mặt luôn á anh em. 14 kim mà như thế này thu được gì đây? Rồi, một cái thẻ chuyển giới luôn, không có ngựa luôn, và một cái sinh lực 200. Rồi, sắp mặt luôn. À, được một cái bút mở cái này rồi. Được một con ngựa tuyệt ảnh. Tuyệt ảnh 10-15 ngày. Con ngựa này đến gì mới? Người này đến 12. Rồi, để cho con ngựa này cho xe. Người đến 12 mang tuyệt ảnh đẹp không? Ồ, có vẻ mang tuyệt ảnh đẹp hơn anh em. 500 né tránh này, có vẻ ok đó. À, ok ok, hợp lý, nó là hợp lý. Lên ngựa đi sói xe bay cũng hợp lý á. Rồi, tính ra được rồi. Trời, nhưng lỗ sắp mặt luôn em. 14 kim được thu được gì? 14 kim thu được bao nhiêu tiền thu lộ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 7, 18. 18 tiền thu lộ mà trên này thì tiền thu lộ là 30 xu một bình. 18 bình. 18 cho anh em xem mấy lời lỗ này. 18 nhân cho 30 xu là thu được 540 xu. Rồi cho 500 xu đi. Nhỏ vái trưởng luôn. Thì tinh này là 350 xu được 4 cục. 350 xu 4 cục nữa là 1k4 cộng 1k4 là được 1k940. Rồi hai cái mảnh này thì chưa biết giá trị anh em ơi, thằng server mới chưa biết giá trị, ai cần thì mới biết giá được người đó. Rồi cái ba cái này đưa top bỏ bên. Rồi thẻ chuyển giới này chắc khoảng tầm này chắc bán được kim. Kim đó anh em, server này chắc khoảng kim đó. Cộng 1 kim. Rồi cộng 1 kim là 2 kim 940. Cái thiết hoạt tinh này thì anh Vinh ai cũng có. Khải nghĩ là chắc cái bán không được nữa. Server này một ạc nên là bán không được. Mang vào người tăng được 200 máu. Đó. Rồi. Cái vấn đề là cuốn sách tiềm năng với kỹ năng này. Đó. Ra ai mua không? Ai xúc bơ mờ hạch đổi bút kỹ năng cộng tiền. Ra thế này. Sách này thì không biết giá nữa nè. Mà 5 điểm tiềm năng, hai cuốn thì chắc Khải còn cắn thôi, Khải không bán nữa. Rồi một cái bút. Bút này cũng xem là mới, cũng chưa biết giá lắm, không biết giá luôn nè. À, bút này cắn được một kỹ năng này. Thì một event thì được ăn được hai sách. Nhưng mà Khải đang dư một sách nè, Khải đang dư một sách. Trời ơi, tính ra đi, mũi dân tinh thành được 500 xu nè. Cộng 500 xu, 2.900 cộng 500 xu nữa là 3.400. Rồi, 3.400, 14 kim. 14 kim thu lại là dư được cái này 80 xu nữa. Đó, cái này 80 cho 100 xu đi, sư đờ cho 100 xu đi. Là 3 kim 5. Rồi. 3 kim 5 vô được 3 cuốn sách với lại bút kỹ năng. Tính ra mà đỡ mà nói so thì 14 kim thu được một kỹ năng và ba cuốn tiềm năng. Thì một kỹ năng anh em biết rồi thì cuốn vào long tịch thì chắc chắn nó có giá rồi, còn cái này chắc nó chỉ cao lắm là 1/2 giá rồi hoặc là 1/3 thôi. Thì cuốn này nếu mà đỡ bán thì người chắc cũng được vài kim mà chưa biết giá nè mày. Đó, nói chung là 14 kim mà thu lại mới 3 kim 5 thôi. Còn biết mấy cái này bán được 10 kim không? Được 4 cuốn rồi năm. Sờ mà lờ luôn. Rồi ok luôn. Và mấy bình Phúc Duyên quá tử đại nữa nè. Quá tử đại này thì trung bình Khải nghĩ chắc 100 xu cũng bình. Chắc có người mua đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cầm cho nó 100 xu đi. Khải nghĩ 100 xu ra lên chắc có người mua liền đấy. 4.100. Đó, tương đương là thu được 4k. Rồi thu được 4k, còn lại là ba cuốn sách này không biết được 10 kim không. Nếu mà ba cuốn sách này mà duy trì được 10 kim thì có thể là hòa vốn, lợi được kinh nghiệm. Đó. Cũng không biết nữa em, tại vì có ai mua hay không. Rao lên, tại vì ai cũng anh á, không biết có ai mua hay không. À, ok, nói chung thì không biết lợi lỗ nhưng mà được up cấp. Rồi còn lại mấy cái này thì chắc Khải cũng anh rồi, anh này. Anh thôi anh em ơi. 1 này, 2 này, 3 này, đó. Rồi. Được vài điểm tiềm năng. Như anh em cũng đã biết thì tại thì kinh thì tầm 5 kim một cuốn. Thì 10 điểm như vừa rồi á là trung bình phải 10 kim rồi anh em đó. Là được 10 điểm tiềm năng đó. Còn một điểm kỹ năng này bên này á là võ lâm một tịch thì nó tương đương khoảng 14 đến 17 kim. Đó, hãy canh vào luôn. Rồi, ok. Đó đơn giản rồi thôi.
cái mấy cái hộp này không ăn thua em ơi, mấy hộp này, hộp này bó, mấy cái hộp này thì event phi tóc này nọ thì sách tôi giảng đi vượt ải thôi, không có gì hết. Sách tiềm năng khoảng 1,5 triệu mà rẻ ghê nha, 1,5 triệu mà cho 3 cuốn này 4,5 triệu, nếu mà tiềm năng 1,5 triệu thì 4,5 triệu đi, rồi kỹ năng khả nghĩ nếu kỹ năng chắc phải làm 3 kim thì thu lại 7 kim, thì chung là lỗ, lỗ 3 kim hơn nữa. Làm thêm ngoạc nha. Ok, ngày mai đi em ơi. Ngày mai khai sẽ anh ngạch thiếu lâm ngày 10 cho ông ăn rồi anh em xem lời lỗ nha. Ngày mai khai sẽ anh tiếp tục ngạch ngày 10 thiếu lâm cho anh em xem. Ok, giả được rồi em ơi. Dư được một cuốn này. Đó. Để ra thử ai đổi không? Đổi lấy thêm cuốn sách này bù tiền sâu em ơi. Đúng rồi. Nói chung là được á, không lỗ đâu nè. Anh nghĩ là ok đó. Rồi, anh em xem video anh Even vừa rồi thì up cấp thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ nè em ơi. Khải up lên cấp 91 rồi nha anh em. À, nói chung hiện tại bây giờ cố gắng up ngày 10 con thiên là lên khoảng tầm 95. Đẹp đẹp điểm tí trong phái khoảng tầm 20 điểm là đánh đẹp nè em ơi. Tầm này thiếu điểm quá. Cũng cố gắng up cho nó nè. Nó lên điểm đâu đó đánh cho nó sướng. Đó cho anh em xem lại xếp đồ này nè. Đó, trong 40. Trong 30, 70 chón. Rồi sẽ chuyển kháng cả 2, kháng lôi 12. Áo kim là kích áo đã kích nón và vũ khí dòng 1. Đó. Rồi, bao tay kháng lôi. Đại lưng làm trọng 40. Rồi giày kháng lôi. Ngọc bò kháng lôi, nhẫn kháng lôi. Chung mấy cái đồ này cũng như áo này thì hồi đầu phải mua 1 kim. Vũ khí này thì mua 700 xu. Nón này thì phải mua 3 kim. Gia chiên này thì phải mua 1 kim. Rồi bao tay này phải mua 500 xu. Nhẫn này thì mua 1 kim. Nhẫn này thì mua 1 kim rưỡi. Nhẫn này mua 2 kim, sinh lực cao mua 2 kim. Ngọc bò này thì phải mua 500 xu. Đai lưng này thì phải mua 8 kim hay 9 kim đó không nhớ. Giày này thì phải mua 1 kim. Nói chung là tổng set đồ này thì khoảng 15 kim hơn một tí nữa nè. Khoảng 1 triệu thì không có nhiều. Nói chung bên server này anh em thấy không? Đồ thì muốn mua nhưng mà không có đỡ mua. Trung bình thì set đồ của Khải tầm 1 triệu nè. Quá phèn luôn. Còn 1 triệu thôi, quá phèn luôn nè. Như anh em xem Khải chơi bên server đồ tím này thôi. Một món Khải úp 3-4 triệu bình thường nè. Bên này thì tất cả tổng 10 món này chỉ có mới 1 triệu hơn thôi. Khá là rẻ. Khá rẻ đỡ. Nói chung là dở chơi nè. Dở chơi. Đưa lời à. Mảnh phi dông mà vô mảnh hiếm là có tiền liền. Đúng rồi, nhặt đòn ơi. Nên là tầm này chưa biết là vô mảnh hiếm hay không. Chưa biết được. Rồi, đó anh em. Nói chung là tổng sách đồ Khải thì chỉ được cái đai lưng là đẹp nhất này, 8 kim. Rồi cái nón đẹp nhất này, 3 kim. Rồi còn lại là cứ 1 kim, 1 kim, 700 xu, 1 kim, kim rưỡi, 2 kim, 500 xu này nọ các kiểu. Ở server này thì cứ 1 kim là 70.000 nha anh em. 1 kim thì 70.000 mà khoảng hơn mười mấy kim thì Khải sách đồ Khải hơn 1 triệu thôi. Rồi. Ngày mai Khải thì tiếp tục anh Evan cho thiếu lòng như là nghe My á. Thì anh em cái gì ngày mai hóng cho vui nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ chơi nha anh em. Cảm ơn em đã theo dõi video nha.